Chào các bạn đã trở lại kênh Chuyện Ma tác giả Hàng Bảo. Các bạn nghe chuyện nữa thấy hay, hãy like, comment cảm xúc cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ và tiếp thêm động lực cho Bảo các bạn nha. Chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều. Trong buổi tối kể chuyện ngày hôm nay, Bảo xin gửi đến các bạn câu chuyện của chị Hồng. Chị Hồng có chia sẻ một câu chuyện kể về người cô ruột của mình. Khi mà bà chết á, thì sau đó bà rất là linh và nhát đến độ mà ở xóm ai cũng sợ. Mà trước khi bắt đầu câu chuyện này á các bạn, thì cho Bảo xin phép xíu nha, là khi mà Bảo kể chuyện á các bạn, do là phải ngồi kể trực tiếp hơi lâu, Bảo nhầm khi Bảo kể xong một khát nước của chị không nổi các bạn, cho nên là xin phép mọi người là cho khi mà Bảo có kể mà có khát quá đó, cho Bảo uống một miếng nước nha. Thường thường là mấy lần, có một lần Bảo nhớ là Bảo có muốn bằng chai suối á, chai suối chứ lịch sự thôi các bạn, chứ cái chai đó nước lọc á, chứ mình còn bình thường là Bảo uống vậy không nè, chơi cái ca này nè, mọi người thông cảm nha, thế cho nhầm khi cởi nó hơi bị khác. Rồi không làm mất thời gian của mọi người nữa, uống nước thông giọng rồi thì Bảo cởi liền cho mọi người nghe. Câu chuyện xảy ra vào khoảng năm 2004, thì lúc đó chị Hồng chỉ mới có khoảng chừng 20 tuổi thôi. Và chị có một người anh trai. Anh trai của chị thì lúc đó đã có vợ. Và vợ của anh trai đã mang bầu rồi. Thì anh trai của chị Hồng tên là Lâm. Cho nên là Bảo sẽ gọi là anh Lâm luôn. Rồi cha của chị Hồng á, thì thứ ba. Và mẹ chị Hồng lúc vẫn còn sống nha. Thì hai vợ chồng sung sống trong gia đình bốn người. Với lại một thành viên đang mang thai thôi, chưa có sinh. Thì chị Hồng có một người cô. Người cô này là người cô hai, cô thứ hai. Nhưng mà từ nhỏ tới lớn thì cô sống một mình ên à, cô không có chồng. Và nhà của cô thì gần nhà của chị Hồng, cách độ khoảng chừng là 60 thước. Nhưng mà cái đoạn 60 thước này cũng là đất của gia đình, nhưng mà tạm thời là chưa có ai ở cả. Bởi vậy là nó cũng giống như một cái khoảng đất trống vậy đó. Thì ở xóm á, tuy là cha mẹ của chị Hồng năm đó đó thì cũng đã 50 mấy tuổi rồi. Nhưng mà cô của chị Hồng á, là thứ hai, có điều là lớn tuổi hơn cha chị Hồng khá là nhiều, lớn hơn tới 12-13 tuổi lận. Cho nên á, là bà khi đó thôi mà bà đã 60 mấy tuổi rồi, cho nên là Bảo xin phép gọi là bà ha. Thì bà hai á, cái tên thật của bà thì chị Hồng xin phép giấu, và chỉ nói cái tên mà từ khi mà bà hai bà lớn khoảng chừng ba mấy 40 tuổi thôi, thì lúc đó đó người ta đã hay kêu bà là bà hai lùng, bởi vì tướng dốc dáng dốc của bà hai thì hơi lùng các bạn. Với lại bà hai thì rất là giỏi nha, tuy là sống mình ơn nhưng mà bà làm việc, nói cái việc gì bà cũng làm hết. Ở phía sau nhà thì lúc đó cha mẹ bà hai với lại ông ba có chia cho bà hai là hai công đất rẫy. Hai công đất rẫy là nó có giá trị hơn rất là nhiều so với đất ruộng nha các bạn. Do là bà hai bà là có một anh nên à, không thể nào mà làm rẫy và làm ruộng được. Hai công đất rẫy là làm là đầu tắt mặt tối rồi. Hai công đất rẫy đó nằm ở phía sau hè đó, cách nhà độ chừng là 300 thước. Thì bà hai ngoài cái việc hai công đất dãy này nè, làm đã là quá nhiều việc để làm rồi. Nhưng mà bà hai cũng phải đi làm thuê, làm mướn thêm nữa các bạn. Giống như là ai kiểu gì cũng làm chứ, rất là giỏi luôn. Cái năm đó đó, thì 2004 á, bà hai bà mắc một cái chứng bệnh và bà qua đời. Thì cho nên là cái việc mà bà qua đời, bà không có chồng con, không có con cháu, thân thuộc ruột á. Cho nên là bây giờ là gia đình của chị Hồng, anh hai chị Hồng là anh Lâm, rồi bác ba mới đi qua để mà làm cái việc tang lễ cho bà. Nhà của bà hai thì có lẽ là không có lớn lắm, tại vì ở cốt mình ơn à, bề ngang thì độ chừng khoảng là 3,5 m, còn chiều dài thì độ khoảng 12 m. Thì bà hai á, tuy là sống một mình nhưng bà ngăn nắp lắm, con cháu mà lỡ nhà chơi là không có được phá đồ của bà đâu. Thậm chí cái lúc mà chị Hồng còn nhỏ cho tới lớn 20 tuổi đó luôn, thì khi mà qua nhà bà hai cũng phải dè chừng rất là nhiều và không có dám
đụng vô cái đồ nào mà cô mình chưa cho phép. Tướng của bà hai thì chỉ độ khoảng 1m41-42 thôi các bạn, rất là lùn. Và khi mà bà lớn tuổi á, bà mắc cái chứng bệnh, cho nên là bà đi cái tướng á, nó hơi khum xuống một chút xíu nữa, làm cho cái chiều cao của bà nó càng thấp hơn nữa. Bởi vì đi cái tướng khum giống như bị lưng tôm vậy đó. Cái khi mà bà hai bà mắc á nha, thì ở xóm người ta hơi sợ, sợ một cái á, là cái tướng của bà hai nhìn thì nói chung là nhìn hơi hơi dị hợm một chút xíu, mà cái khuôn mặt của bà do là bà không có cởi nắng nôi chứ á, bà không có chồng, bà không có cần phải giữ nhan sắc gì cả, cái suy nghĩ của bà khi còn sống là như vậy, cái làm cho cái mặt bà nó hốc hác, mà bà ăn uống thì cũng tằn tiện dữ lắm. Bây giờ cái sức khỏe nó gần như là nó không có được nhiều, dáng dốc thì nó gầy mà nó lùn nữa, cho nên là dòm vào cái mặt mà xương sẩu của bà đó thì dòm hơi bị ghê ghê, giờ đen đúa đó các bạn. Bởi vậy cái lúc mà bà mắc á nghe, thì Lợi mà vuốt mặt của bà đó, ông ba ông Lợi ông vuốt mặt, ông vuốt cái mặt xuống vậy, mà cái lúc mà bà mắc thì cái miệng bà không không có khép lại, cái miệng bà hơi mở ra, không biết sao mà lúc đó cái miệng bà hơi mở ra đó. Thì cái lúc này nè, Lợi vuốt cái mặt bà xuống á, thì bà nhắm mắt xuống xong cái bà mở mắt ra, khiến cho ai nấy cũng giật mình hết, và đặc biệt là những người đứng gần nhất, trong đó có chị Hồng và anh Lâm. Bác bà mới khấn vái xong mà, chị ơi, chị mắc rồi thì để em lo tròn cái tang lễ cho chị. Đó thì lúc đó bác bà mới vuốt lần nữa thì bà mới nhắm mắt. Qua đến khoảng chừng là 49 ngày sau khi mà bà hai lùn bà mắt, thì bữa đó đó do là cũng 49 ngày cho nên là bác ba với lại anh Lâm mới đi qua bên nhà bà cúng kiến, rồi cho hàng xóm nói chuyện với người ta xong xuôi đâu đó đó, thì dọn dẹp này nọ xong thì đàn bà đi dời, đàn ông thì ông bác ba với lại anh hai, hai người mới ngủ lại nhà. Thường thường thì cái người mắc á, người ta cúng lớn vào cái ngày 49 nè, và 100 ngày sau đó mới tới đám giỗ. Thì cái ngày 49 á, bác ba không muốn cho cái hương khói của chị mình nó không có nhang đèn này nọ, cho nên là ông mới ở lại ngủ, nói là ngủ thôi chứ thực ra là bác ba bác không có ngủ, cũng dăng cái mùng lên đàng hoàng thì ngủ ngủ phía bên ngoài cái chõng bên ngoài các bạn. Và đồ đạc của bà hai nha, là kêu bằng là khi mà bà sống bà để sao để y như vậy, bác ba chưa đụng vô một cái gì cả. Nhưng mà dẫu sao thì bữa nay cũng đã tới cái lúc mà 49 ngày rồi, cúng nó hơi lớn cho nên là phải dọn dẹp đồ trong nhà để khách khứa, rồi gia đình giống như là chị Hồng hay là bác ba gái hay là một hai người bà con khác, họ vào họ nấu nướng để cho những người khách người ta ăn. Bởi vậy cái vị trí ban đầu á, đã được thay đổi lại một cách nó hợp lý nhất để cho mọi người có thể nấu nướng một cách thuận tiện. Thì cái lúc này nè, tối đêm đó độ khoảng chừng là 10 giờ mấy, bác ba là như đã biết là bác không ngủ, chỉ có là anh Lâm anh nằm trong bụng anh ngủ thôi, mà nằm là kiểu mà nằm dưới cái nhà bây giờ mình gọi là nhà khách á, thì từ trên bàn thờ nhìn xéo qua bên tay phải thì chỗ đó là chỗ của anh Lâm anh nằm ngủ. Cái bác ba ổng đâu có ngủ, ổng lợi ổng đốt nhang xong rồi cái ổng mới đi ra ngoài trước á. Ở ngoài trước nó có một cái bộ giạc, cái bộ giạc này để gần cái cây mít đó, thì ổng mới ngồi ở ngoài đó, ổng cầm cây quạt ổng phe phẩy ổng quạt, cái tay ổng hút thuốc như nè. Cái ổng mới thấy là ở trong nhà đó sao mà có người đi vô mà đi theo kiểu là cưới bên cái hông cái bàn thờ đó các bạn. Thì cái đường đó đi thẳng như trong bếp, ông thấy có cái bóng người đi vô. Ban đầu á, ông mới nghĩ là chắc là anh Lâm anh đi vô trong bếp anh làm gì, có thể là anh đi ra nhà sau đi vệ sinh cũng không chừng. Cái bác ba không có để ý, cứ ngồi vậy đó, ngồi vậy một hồi sau cái ủa sao mà nó đi vệ sinh gì lâu dữ vậy cả. Thấy vậy bác ba mới đứng dậy, bác đi vô trong nhà. Đi vô trong nhà thì bác đi tới cái chỗ mà anh Lâm anh nằm anh ngủ đó, anh dòm vô trong mùng thì anh vẫn còn nằm đó ngủ. Vậy thì hồi nãy ai đi vô trong? Thì lúc này á, bác ba khi mà đã thấy biết là anh Lâm anh ngủ trong mùng rồi, thì có nghĩa là cái bóng hồi nãy không phải là anh Lâm. Cái bác ba mới nhớ kỹ lại, bác nhớ kỹ lại là cái bóng hồi nãy nó nhỏ hay lớn, cái bóng da làm sao. Bởi vì hiện tại bác ba đã suy nghĩ tới cái việc là có khả năng bà hai bà về.
Cái suy nghĩ như vậy, bác Ba mới nhớ lại rằng là bóng hồi nãy hơi nhỏ nha. Và chính vì nó nhỏ thì lúc này làm cho bác có cái phần hơi sợ sợ. Nói gì thì nói, khi mà bà hai bà còn sống á, thì bác Ba cũng rất là sợ bà hai nha. Tính của bà hai là đâu ra đấy, một là một, chịch một chút xíu cũng không được nữa. Cho nên là bản thân của bác Ba thì thương bà chị của mình, rất là thương, nhưng mà có một cái á, bà khó quá. Cho nên chính vì vừa thương mà vừa sợ, cái lúc này cái cảm giác á nha, suy nghĩ trong đầu nó trời trời trời, có khi nào mình dòm lầm không, hay là chị Ba chỉ dời tao giờ chứ ai. Thì ngay khi cái lúc mà bác Ba mới suy nghĩ trong đầu vậy thôi các bạn, thì nghe rõ ràng cái tiếng của bà hai lùng, bà nạt nộ, nó tao giờ chứ ai, và cái tiếng của bà thì phát ra ở phía sau bếp đó các bạn. Nghe tới đây là ông Ba giật mình, là ông nổi da gà rồi nha. Nhưng mà ông nghĩ dẫu sao vẫn là chị mình, mà vong hồn của chị vào 49 ngày chị về trong nhà, chị thăm nhà thì cũng bình thường thôi. Cái biết như vậy á, cho nên là bác Ba bác không có đi ra sau bếp, bác biết rồi, bác mới lại bác đốt cây nhang. Bác đốt cây nhang thì bác khấn: chị hai ơi, bữa nay là 49 ngày của chị, cho nên á, là tôi với thằng hai á mới qua đây ngủ cho cái nhà nó ấm cúng chút xíu. Chị về thăm nhà thì chị cứ thăm đi, tôi ngủ trong mùng nè, tôi không có làm phiền chị đâu. Thì lúc đó bác Ba chỉ khấn như vậy thôi, thì bác Ba mới cắm cây nhang lên, rồi bác Ba mới đi vào trong mùng, đóng cửa này nọ, xong mà bước vào mùng là nằm ở đó nhắm mắt thôi chứ không có ngủ, để coi coi là bà hai á, bà về rồi bà có làm thêm cái hành động gì khác hay không. Bác Ba nằm á, thì cái hướng nằm á, ở dưới quê đa phần người ta ngủ các bạn là người ta quay đầu vào phía trong đồng, có nghĩa là người ta quay vô á theo như cái dạng hên xui á, thì người ta ngủ một là người ta quay đầu lên, có nghĩa là làm ăn cái gì cũng đi lên, còn hai á ngủ là quay cái đầu vô vô phía trong đồng á, quay vô phía trong cái nhà, sâu vô trong nhà đó các bạn, là để tượng trưng cho là làm ăn cái gì nó cũng vô chứ nó không có già. Chứ ngủ không quay đầu ra ngoài. Bởi vậy lúc này tuy là biết cái tiếng nói nó phát ra từ phía trong ở trong nhà bếp á, bây giờ mình nằm ở đây mà mình quay đầu vô, có nghĩa là cái hướng đầu thẳng ở nhà bếp nè. Bởi vậy ông Ba tuy là nằm nhưng cũng có sự rợn rợn. Bởi vậy bác Ba mới nhắm mắt, nhưng mà cái lỗ tai á là vẫn cố gắng nghe nha. Thì độ khoảng chừng 20 phút sau á, bác Ba nghe rõ ràng cái tiếng mà chén dĩa ở dưới á, làm rạo 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 rạo, cộp 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 cộp, giống như ai đó đang sắp xếp lại những cái chén dĩa. Thì lúc này ông bác Ba không nằm đó mà ông cũng cà rung rồi. Ông nói: trời trời ơi, chị dời, chị dời, chị. Mà cái chén dĩa là kêu sắp nhỏ, nó nấu nướng rồi, nó dữa rồi, nó để cái vị trí khác, thế nào chị cũng khó chịu à. Nghĩ là như vậy thôi, chứ bác Ba đâu có dám nhúc nhích, đâu có dám mà mở mắt ra hay là đi xuống dưới coi, tại vì bác Ba biết rồi, bà hai cháu mai chứ. Thì đâu khoảng chừng 5 phút sau á nghe, thì lần này làm kêu bằng rổn 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 luôn các bạn, chứ không phải là như cái lần đầu mà chỉ là làm khua 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 thôi. Lần này là làm rổn rổn lên luôn. Và cái tiếng động nó phát ra tới nỗi mà anh Lâm nằm ở đó phải giật mình thức dậy. Cái anh Lâm thì anh đâu có biết chuyện gì đâu, anh mới giật mình thức dậy. Cái anh nói: ủa tía, cái gì mà rổn rổn với bếp vậy tía? Bộ vợ con hay là mẹ ở dưới sắp xếp lại chén dĩa hả tía? Im im, đừng có nói con, đừng có nói, mày nằm đi, mày nằm đi, mày nghe, mày nhớ nghe, mày nghe thấy hay là cái gì đó mày cũng đừng có la lên nha, mày nằm như thế ở đây đi. Thì thấy cái biểu hiện lạ lùng của bác Ba, nhưng mà anh Lâm á, ảnh biết rất là rành cái tính của ông bác Ba này. Và khi mà bà hai bà mắc á, thì thường ngày hai cha con nói chuyện với nhau, bác Ba cũng thường nói là: con ơi con, coi chừng cô hai của bay á, bà nhát lắm á nghe, bà ha là bà khó lắm á. Cho nên là ngay lúc này nè, dòm thấy cái sắc mặt, tuy là không tối á, không có dòm rõ được cái mặt mà làm được cái biểu hiện chố con mắt lên này nọ của ông bác Ba đó, là anh Lâm phần nào anh cũng đoán ra rồi. Bởi vậy anh mới nằm xuống, và hai cha con nằm kêu bằng không dám nhúc nhích các bạn.
Một hồi sau á nha, làm rỗn rỗn chén nè, xong rồi mới qua bên cái chỗ mà để ba cái thùng mà lằn là để mấy cái thùng mót đó các bạn. Giống như cái đồ ăn nguội này nọ mà để vô rồi đổ đá vô rồi để vô trong đó đó. À, để mà cho người ta ăn, người ta ăn không hết thì để lại đó sáng tính. Tại vì nhà không có tủ lạnh. Thì cả hai người đều nghe rõ ràng cái tiếng đá giống như đá bịch 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 vô trong cái thùng mót đó, đó là đá tới đâu là hai cha con giật mình tới đó, không một ai dám ho he hay là lên tiếng gì nữa. Mà thậm chí cái lúc đó đó nghe là cái nỗi sợ nó lạnh rồi, mà ngay khi cái lúc mà hai cha con đang nằm sợ ở đó thì cái tiếng bước chân á, từ ở dưới bếp nó đi liên tục đi bịch 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 và đi theo cái kiểu là rất là nhanh và đi thẳng tới cái hướng cái giường ngủ của mình. Thì trời đất ơi, bây giờ nằm đang quay đầu vô bên trong mà nghe cái tiếng bước chân đi mà biết đó là một cái hồn ma nữa. Hai cha con á, thì bác ba ông lớn tuổi ông chịu nổi, còn riêng anh Lâm anh chịu không nổi, anh tóc mùng anh chạy các bạn. Anh tính tóc mùng anh la lên chạy 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 Thế ơi chạy Thế ơi, nắm tay ông ba lôi ra, nắm tay ông ba lôi ra rồi mở cái cửa mà hai cha con cà quýu mở muốn không ra. Lúc này ông bác ba ông quay lại ông dòm nhà bếp á, ông thấy bà hai á, bà đứng ngay cái cửa màn đi vô bên trong á, có nghĩa là chỉ cách hai cha con ở ngoài đây độ khoảng chừng 4 thước thôi, do là có cái đèn để trên bàn thờ các bạn, nó hắt cái ánh sáng ngang qua vậy nè, chính đâu có hắt được ra phía trong. Mà bà hai á, bà đứng ngay cái vị trí đó đó, nhưng mà dòm rõ ràng vẫn thấy bà mặc nguyên cái bộ đồ bà ba, cái tướng bà cũng lơm khơm như cái lúc còn sống vậy đó, nhưng mà còn sống thì bà cột tóc, còn bây giờ thì bà xõa tóc ra rồi. Bà đứng lơm khơm mà bà dòm ra vậy nè. Thì lúc này ông bác ba ông cũng phải chạy luôn các bạn, tâm kêu bạn muốn gãy cái cửa luôn. Hai cha con mới chạy lật đật chạy về nhà, chạy về nhà nửa đêm nửa hôm như vậy á. Thì bác ba gái nè, bác thức dậy bác ra bác mở cửa mà hai cha con xông vô trong nhà, mặt mày người nào mà nấy cắt không còn chút máu luôn. À, nói về cái chuyện tâm linh thì bác ba trai và anh Lâm á là cái kiểu là hai người theo kiểu nói là không phải là gan cũng không phải nhát, tại vì nhát thì chắc cũng không có dám ngủ lại đây đâu, mà gan thì không đến độ chạy như vậy. Có nghĩa là hai người theo cái kiểu nói về cái việc tâm linh á, là hai người thuộc cái dạng bình thường. Nhưng mà bà hai lùng á, bà dời như vậy ai không sợ các bạn. Vô trong nhà kể cho bác hai gái nghe rồi thì cả ba người kêu bằng đốt nhang cúng cho nhà, giống như cái cúng tổ tiên. Tại vì dẫu sao á, ông ba là cái người mà thờ phụng tổ tiên, đám giỗ đám quả gì của ông ba cúng, mà bà hai bà chỉ qua thôi. Thì bây giờ mới giải khắn cho bà hai bà đừng có dời kiểu đó nữa, có cần cái gì thì nói. Cái cúng xong rồi nói chung thì cũng dời tới nhà mình rồi, mặc dù chỉ cách nhau 60 thước thôi, nhưng đã ở trong nhà thì cái niềm tin á của người ta lớn hơn, và xung quanh có vợ mình là con mình nè, thì cái nỗi sợ nó cũng vơi đi phần nào. Bởi vậy ông bác ba ông mới đem cây nhang ra ngoài, ông cắm ở bên hông nhà, ông cắm ông nói chị hai ơi, nếu mà có gì á, chị cần cái gì á thì chị báo mộng cho tôi đi, chứ chị đừng có dời như vậy tôi sợ lắm. Khấn vái xong rồi thì cái đêm đó nằm ngủ giống như là ông bác ba ông vô nhà được, ông nằm ngủ được á, ông mới suy nghĩ là nếu mà chị có cần cái gì á chị báo mộng cho tôi biết, tôi đốt cho chị. Nhưng mà cái đêm đó ngủ sao sao ngủ tới sáng thì ngủ một cách tỉnh queo, không hề thấy bà hai bà dời hay bà làm gì cả. Cái mọi thứ cũng êm đềm cũng trải qua, xong cho tới cái khoảng chừng là cái ngày 62, cái ngày 62 sau khi mà bà hai bà mất á, thì cái ngày đó đó anh Lâm á, anh đang ngủ trưa, anh ngủ trưa thì anh ngủ ngoài trại anh á, mà ba công đất của anh á thì ở gần đất của bà hai nó, nhưng mà nó cách khoảng chừng là 4 công đất. 4 công đất đó hồi trước cũng là đất của bác ba, nhưng mà sau này thì có chia lại cho một cái người bà con. Thì 4 công đất đó cách xong rồi sẽ tới cái phần đất của bà hai. Thì do là bà hai bà mất rồi đó, mà bà không có con, không có con cũng không có người thừa kế, thì cái việc mà thừa kế á, bà chỉ có một cái người em trai duy nhất là bác ba thôi. Cho nên á, là cái phần đó là bác ba
ông sẽ được sở hữu và ông sẽ được sử dụng. Nhưng mà cái lúc đó thì không dám, theo cái kiểu là cứ kệ đi, giao cả gì bả chồng còn nhiêu đó, còn nửa bán xong lấy tiền đó làm giỗ, để dành làm giỗ cho bả. Còn sau này á, chừng nào mà đám giỗ xong rồi á mới màng, cái kiểu là bắt ba bắt sợ, bắt không bắt chưa dám làm. Thì bữa đó là khoảng tầm cái giờ chiều, đến chiều giờ 3 giờ mấy chiều đó, cái anh Lâm á, anh mới nằm anh ngủ. Anh nằm anh ngủ do là anh làm mệt quá, nằm anh định là người ngã lưng một chút xíu, cỡ 5 giờ chiều thức dậy đi về. Mà không may cho anh á, là thường thường á là khoảng chừng 5 giờ chiều là vợ của anh Lâm á sẽ đi vào để mà phụ hợp cái việc màng cỏ này nọ nè. Thì nếu mà thấy chồng mình ngủ thì cũng kêu, còn nếu như không kêu á thì đã khoảng 5 giờ mấy gần 6 giờ thì cũng sẽ kêu chồng mình thức dậy để về. Con cái bữa đó đó thì ở nhà có xảy ra cái việc là ở cái người hàng xóm á, là có một người bị té, bị té rồi giống như cái người đó là cái ở nhà có mình nè, chồng thì đi rồi, cho nên cái lúc té đó đó là vợ của anh Lâm á, chị mới chở đi, tại vì chị mang bầu mới có một vài tháng đâu có sao, chị chở đi lên trên trạm xá để mà băng bó vết thương cho cái người hàng xóm đó. Nhưng mà thấy cái việc nó cũng không có đến đổi, chảy máu thì đi lên đó băng bó thôi, con cái là đi theo là phải ở trển để mà xong rồi trở về. Còn anh Lâm á, thì anh ở trong á, anh không có đem theo cái điện thoại, với lại cái việc mà dân nhà nông mà đi làm về trễ cũng là chuyện bình thường, cho nên là bác ba trai và bác ba gái cũng không có quan tâm, thì thôi làm nào xong nó về. Không may á, là anh Lâm anh ngủ các bạn, mà anh ngủ á nghe, anh ngủ quên, anh đang ngủ quên, anh nằm ở trên cái võng, mới đưa toàn đang ten anh ngủ, mà cái lúc đó là cái võng mới đứng lại rồi. Anh ngủ 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 như vậy rồi giật võng, giật võng thì lúc này anh mơ mơ màng màng, anh cũng chưa biết là trời tối nữa, anh nghĩ là vợ mình đã ra đây và kêu mình. Thì anh mới nói như vậy nè, em kêu anh đó hả? Anh biết rồi, để từ từ anh dậy. Thì cái lúc mà anh Lâm anh nói như vậy á, anh chưa mở mắt, anh mới nói vậy thôi, ai em mày, bà tán một cái bớt các bạn, tán vô mặt liền. Lúc đó đó nghe là anh Lâm cứ bằng chới giới luôn, bởi vì anh nghe cái giọng không phải là cái giọng của mẹ mình, cũng không phải là giọng của vợ mình, mà đó là giọng của bà Hai Lùng. Anh quảng thằng hồn mới chân, anh giật mình, anh bật ngồi dậy, anh quay mặt qua thì bà đứng kế bên. Do là cái nền đất á, anh cắt cái chạy á, nó cao hơn cái mặt đất độ khoảng chừng là gần 4 tấc. Mà cái võng manh văng cao trên cái nền gạch á là cũng cỡ nửa thước nữa. Chung quy là cũng gần cả thước rồi. Cho nên là bây giờ anh vừa quay mặt qua nè các bạn, là anh thấy bà Hai Lùng á, bà đứng ở dưới cái thềm đất dưới á nha, chứ không phải là cái thềm nền 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 cái nền cái chạy nha. Thì bà đứng ngay đó đó. Hồi khi mà còn sống á, là bà Hai á, bà cỡ chừng mét tư, mà bà đi khom xuống nữa thì nó còn chừng mét ba. Và bây giờ bà đứng như vậy á, cái vị trí mà anh Lâm anh nằm á độ khoảng chừng mét hai hơn, anh vừa quay mặt qua thì bà cũng cái sát bên cái mặt của bà Hai á, bà nhai trầu nha các bạn, bà nhai mở mẻm cái miệng vậy đó, kiểu mà lớn tuổi rồi bị mắc mấy cái răng ở bên ngoài đó, thì nhai mà giống như kiểu nhìn giống như mớm vậy đó, mà nhai vô còn nhộm nhộm nhộm, mặt mắt bà trợn lên. Bây giờ ai em mày, trời ơi, thấy có như vậy thôi đó là anh Lâm anh té ngã anh xỉu luôn các bạn, anh không biết luôn, anh không còn biết cái gì nữa. Đến khoảng chừng 8 giờ tối thì vợ của anh Lâm nè về, vợ anh Lâm về xong rồi có mới đi vô nhà là không thấy chồng mình đâu. Thì lúc đó đó là mới hỏi mẹ chồng, ba gái chưa trả lời, bác ba trai nói chắc nó đi nhậu với thằng nào tới với anh em bạn bè gì rồi, giờ này chưa về chắc có đi nhậu thôi chứ đi đâu, là nói theo cái kiểu là cũng bực mình đó. Cái thấy như vậy á, vợ của anh Lâm mới bước ra bên ngoài, mới đi lại mấy cái nhà gần gần ở đó, mà mấy cái chỗ mà anh Lâm hay nhậu nhẹt với lại bạn bè đó, thì hỏi không ai có nhậu hết trơn.
mới chạy về nói với lại cha chồng mẹ chồng mình nghe. Thì lúc đó bác ba trai bác mơ gái mới nói, ủa thằng này nó hồi nào giờ nó không có đi bậy nha, nó là chỉ có cái chuyện là nó nhậu thôi, lâu lâu nó nhậu một lần với bạn bè ở xóm thôi, mà sao bây giờ nó chưa về. Thì lúc này là cả gia đình lo nè, rồi cái việc đầu tiên đi kiếm là phải đi đâu, đi vào trong cái đất dãy. Thì đi vô tới chổng mới được thấy anh Lâm anh xỉu, mà anh nằm á, anh nằm mà cái đầu ảnh á, nửa người ảnh á là nằm ở dưới đất và hai cái chân thì nó còn dính vào cái võng. Anh xỉu, anh nói cái lúc đó là anh không biết anh xỉu lúc mấy giờ, nhưng mà cái lúc mà mọi người đi vô kêu một hồi thì anh tỉnh nha, kêu tên ảnh rồi rồi giật tóc mai này nọ rồi. Lúc đó thì vợ của anh Lâm á cũng có cái điện thoại trong người, mới điện về nhà nhờ mấy cái người hàng xóm, người ta vô tới nơi là lúc đó anh tỉnh lại rồi, nhưng mà anh sợ anh không có dám nói. Đến khi mà về tới nhà đó thì anh nói là anh ngủ quên, nhưng mà trong nhà thì biết, và trong nhà đang giấu bà con ở xóm đó. Thì tới chừng mà về tới nhà rồi mới hỏi kỹ là anh là chuyện ra làm sao làm sao. Anh Lâm anh mới kể là cái chuyện mà anh thấy hồi nãy nó ghê rợn đến mức độ nào. Thêm vào đó thì anh Lâm anh nói lúc mà anh xỉu á thì anh nghe bà Hai Lùng ở đứng kế bên bà nói nha, không biết sao xỉu mà lại nghe được, nó lạ lùng vậy đó. Cái kiểu giống như là bà Hai bà muốn nói, mà bà nói cho nghe, mà bà nói mày á, sao mày nói với không nói với tía má mày, cúng cho tao không cúng chầu, làm cho tao nhai chầu cũ không. Cái hồi mà bà Hai Lùng á, bà sống á, bà rất là thích ăn chầu, lúc nào cũng vậy. Người ta thấy dù cho bà đang làm luôn nữa, thì cái việc mà thấy bà Hai Lùng ăn chầu á là cái việc thường gặp, nó không có hiếm gặp. Với lại á thì cái người ăn chầu của các bạn lúc nào cái môi cái miệng nó đỏ lợm, mà đặc biệt mấy người mà không có răng ở ở phía giữa nữa, như và cái tướng nó giống như là bảo dùng một cái từ cho nó chính xác chút xíu nha, chứ không có ý xúc phạm nha, thì kiểu như á là nó hơi dị hợm, cái tướng của bà Hai hơi dị hợm chút xíu, mà nhai chầu nữa thì nhờm chắc là ghê. Bởi vậy con nít á, ở xóm mà gặp bà là nó sợ. Mà bây giờ bà thành ma rồi thì đừng nói làm sao mà anh Lâm hồi nãy anh không xỉu. Thì có điều mà anh nghe được như vậy rồi thì mới lật đật là ngay trong đêm luôn á nha, là bác ba gái nè, bác ba trai nè mới chạy đi mua chầu về tém lại rồi đem rồi qua bên nhà của bà Hai á cúng. Đem qua bển cúng rồi á, và cái lúc cúng cũng khấn vái nha, con cháu nó sợ chị Hai ơi, chị đừng có nhát đừng có hù nó, kiểu đó nó chịu không có nổi đâu. Cái tối đó thì bác ba trai bác ba gái mới về nhà ngủ, thì bác ba trai mới nằm mơ. Bác ba trai nằm mơ cái bác ba trai chỉ thấy á là bà Hai Lùng á, bà dòm, bà đi về bà dòm, bà chỉ mặt theo kiểu là bà liếc, bà tức á. Rồi chỉ có vậy thôi chứ bà không nói cái gì hết, nhưng mà riêng bác ba gái á thì bà dời bà nói mày á, mày coi được không, thằng chồng mày á là em trai ruột của tao, tao thích ăn chầu hồi nào tới bây giờ nó biết rõ hơn ai á, vậy mà tao mắc rồi nó không cúng trầu cho tao, rồi tao ra tao kêu cái thằng con của mày á là cúng trầu cho tao thôi, tại nó hợp vía với tao, mà ai dè nó dám kêu tao bằng em này nọ, tao vậy em nó hả. Cái vía của bác ba gái á, nói về cái chuyện tâm linh đi, thì bác ba gái là cái người gan hơn là bác ba trai, gan hơn anh Lâm và gan hơn cả chị Hồng ở trong nhà. Và cái vía của bác ba gái rất là khôn, bác ba mới nói á, trời ơi chị ơi nó đâu có biết đâu, nó tưởng vợ nó kêu thôi, mệt quá đi. Tao nói thiệt với mày á, tao á là tao giận cái thằng thằng chồng mày lắm á, bây giờ tao gặp nó tao chỉ nó, tao không nói gì với nó chưa. Còn mày nè, tao nói với mày á, mai mốt á cúng tao cái gì cúng, thiếu chầu là không được nha, mày nhớ nha. Qua cái lần đó rồi thì lúc nào cũng vậy, gần như là 2 tháng trời các bạn, là gia đình của bác ba trai á với bác ba gái á là ngày nào á cũng phải đem qua bên nhà của bà Hai Lùng mà cúng chầu cho bà. Còn cơm nước thì lâu lâu cúng lần cũng được, nhưng mà chầu là ngày nào cũng đem cúng, cúng xong rồi tới chiều đem dẹp, qua bữa sau cúng tiếp. Mà chầu thì ở dưới quê của chị Hồng khi đó đó nó không phải hiếm,
cho nên là có nhiều để mà cúng. Thì qua mấy tháng như vậy á, là không có dời nhắc bác ba trai, bác ba gái hay gia đình của chị Hồng hay là anh Lâm nữa, không có nhắc người nào hết trơn, nhưng mà cái người hàng xóm các bạn. Thì như Bảo nói hồi nãy á, thì cái phần đất của anh Lâm xong rồi bỏ 4 công đất, rồi tới đất 2 công đất của bà Hai Lùng, và kế bên đất của bà Hai á là cái phần đất của cái anh này xin được phép giấu tên. Thì cái anh này á chỉ lớn hơn chị Hồng độ, lúc đó là chừng khoảng chừng là 27 tuổi, lớn hơn chừng 7 tuổi à. Ảnh thì ảnh có vợ rồi, cha mẹ cũng còn đầy đủ ở trong nhà đó, ảnh còn có đứa con gái nữa và một cái đứa em gái nữa. Thì nhưng mà cái việc mà làm rẫy ở ngoài đây nè thì đa phần là cái anh đó không à. Thì Bảo sẽ đặt cho anh tên là Tùng ha. Thì cái anh Tùng này nè, ảnh làm thì ảnh thấy á, là gia đình của bác ba trai với bác ba gái á, là không có qua làm 2 công đất này. Chỉ có cái lúc mà cái đồ mà hồi trước á là bà Hai bả chồng á thì đem bán rồi lấy cái tiền đó để dành làm đám giỗ cho bà, thì cái chuyện đó không nói. Còn những cái phần sau á là coi như là bỏ, cỏ nó mọc mấy tháng trời mà nó mọc đâu cũng đầy hết trơn á, và không ai làm, và kiểu mà cũng gần sớm mà, cho nên là anh Tùng này anh cũng biết là bác ba trai bác ba gái đợi 1 năm mới làm. Thì anh làm rẫy á, anh có cái bờ ngăn cách theo kiểu mà người ta treo cái đống, ta chôn cái đống đá các bạn, người ta chôn xuống để mà làm cái ranh á. Thì anh vẫn biết là cái ranh nằm ở đâu đó, giờ biết mà. Con cái thì cũng chung là anh cũng có hơi có cái tính hơi tham tham, mà tham không phải là tham đất để mà dời những cái lằn ranh đó để mà chiếm đất gì, thì không phải vậy, mà tham theo cái kiểu là tham đất mằn á. Thay vì cái chỗ đó của anh á, thì anh đào tới cái vị trí mà hồi trước tới bây giờ có cái lằn ranh đó, thì anh đào anh được 9 lít đồ để mà anh giải đồ á. Thì bây giờ là không ai làm trong đây nè, anh mới lấn vô anh đào thêm được 2 lít nữa. Thì cái này không không phải là lấn đất gì, mà ngay cả bác ba trai bác ba gái á, chỉ cần nói với bác trai bác gái một tiếng á thì cái chuyện đó không có thành vấn đề. Nhưng mà cái anh này theo kiểu là anh thấy là bác ba trai bác gái cũng không có đi qua cái đường này, không có làm, không có động gì đâu cái đám rẫy này hết. Có cái việc tâm linh ở gia đình của bác ba trai bác ba gái thì anh đâu có nghe đâu, trong gia đình giấu mà anh đâu có biết đó. Thì bây giờ anh mới lắng vô anh làm, anh làm thêm 2 cái clip đó. Thì nói chung 1 clip thì cũng được, ví dụ như anh trồng cải thì 1 clip thì cũng được vài 30 kg, 2 clip thì 50-60 kg, không có đáng bao nhiêu. Và anh làm như vậy đó, thì độ khoảng chừng 1 tuần lễ sau, sau khi mà anh làm thêm 2 clip đó đó nha, thì có người ở gần đó người ta mới nói với lại anh Lâm và bác ba trai bác ba gái biết là ta thấy là sao Tùng nó lắng vô mấy clip đó, coi nói với nó chứ để chờm sớm mất lòng kỳ. Cái việc này mà chưa có hỏi mà làm thì nó đã kỳ, nó đã sai rồi các bạn. Cái anh Lâm thì cũng tức kiểu mà đâu phải, dù sao ở gia đình mình cũng thừa hưởng cái phần đất đó, thì coi như là cái phần đất đó của gia đình mình rồi, muốn làm cái gì á thì phải qua nói với mình chứ. Với lại thêm có 1-2 clip cải clip rau thì có bao nhiêu tiền đâu mà lại làm cái kiểu như vậy. Cái anh Lâm thấy dẫu sao thì anh Lâm rất là tôn trọng cha mẹ của mình, cho nên là anh Lâm mới về và nói lại với bác ba trai. Thì bác ba trai khi mà nghe xong á, bác ba trai mới nói thôi đi con ơi, biết là nó làm vậy là không có đúng rồi, nhưng mà thằng Tùng này thì hồi nào giờ á nó cũng không phải là cái thằng mà ngang ngang tàn gì cả. Con cái á mày biết sao không, vợ nó mới sinh đứa con, mà con của nó đó thì nó yếu, nó hay bị bệnh, cái đứa con gái nó hay bị bệnh, mà nó sắp gả chồng cho em gái nó nữa rồi mà nó không có tiền, cho nên là nó kiểu mà nó làm thí làm đại thôi, chứ cái tính nó tao biết nào giờ vậy. Với lại á cha nó với tao cũng chỗ bạn bè thôi, kệ để thí đi con. Ranh đất cũng còn đó mà mình giờ mình không làm. Cái anh Lâm mới nói nhưng mà con tức cái gì cái á thì nói với mình 1 tiếng đi, gia đình mình còn không làm mà sao mà ông qua ông lắng qua như vậy mà không có nói tiếng nào. Thì không, cái lúc mà 2 cha con đã nói chuyện á thì lúc đó là cũng cái đầu cái giờ chiều nha, cái đâu khoảng chừng là 5 giờ mấy, có nghĩa là cỡ sau đó chừng 45 phút, thì anh Tùng bên kia anh đi qua, anh đi qua anh gặp bác ba trai với lại anh Lâm, mà anh nói anh Lâm với bác ba thông cảm, con bữa đó con có lắng qua
Nhưng mà nói nào ngay thì bữa đó con cũng bậy. Con bậy lắm. Con lắng qua rồi mà con chưa có nói với lại bác Ba với lại anh Lâm. Thôi thì giờ lỡ rồi, bác cho con mướn hai cái clip đó đi. Rồi chừng nữa có gì con gửi tiền cà phê là tiền nước uống lại. Thì dẫu sao anh Tùng anh cũng đã qua nói rồi. Và anh nói là bữa đó anh định qua nói nhưng mà giống như là anh quên gì đó. Thì nói chung là anh biết anh sai rồi thì được rồi. Cái bác Ba Chai với lại anh Lâm mới nói thôi, anh nói vậy thì thôi, cứ cứ lỡ làm đi. Nhưng mà cái gì ở sau này muốn làm gì nói một tiếng, mình chồm sớm với nhau không à. Với lại gia đình của em ở sau này mà có làm cái chỗ đó là cũng không nổi, anh muốn làm thì em cho anh mướn với cái giá rẻ. Thì nói ra cái điều này rồi thì coi như là làng xóm thuận hòa với nhau rồi, không có gì hết. Thì lúc này cái anh này mới an tâm anh làm các bạn. Anh Tùng anh mới an tâm anh làm, anh vô anh làm như vậy là được khoảng chừng gần 1 tháng. Thì cái lớp cải của anh trồng á, thì cải ngọt mà các bạn, trồng khoảng chừng 1 tháng là bán được rồi. Cái ảnh mới chuẩn bị là qua ngày sau á là ảnh bán nha. Thì cái đêm đó nó không biết làm sao các bạn, mà tả tơi hết trơn, giống như rồi có người quằn, có người làm sao không biết, mà không phải riêng hai cái clip ở chỗ đó không đâu, mà xích vô khoảng là 2-3 clip nữa là tan nát hết trơn. Mà anh đang cần tiền nữa, anh gặp cái cảnh này thì anh Tùng á, thí dụ như ảnh có cái sự mà mâu thuẫn với lại bác Ba Trai với lại anh Lâm á, thì anh có thể là nói là hai người đó dặn và làm vậy. Nhưng mà qua đã nói chuyện hàng xóm hòa giải với nhau một cách vui vẻ mà anh cũng nhận lỗi và bác Ba Chai và anh Lâm cũng đồng ý cho anh làm, thì không có lý do nào mà phá như vậy được. Sống ở đây thì anh cũng biết cái tính của bác Ba Chai, anh cũng biết có tính của anh Lâm. Nhưng mà anh đau lòng, anh khóc. Anh đau lòng, anh khóc. Tại vì làm cả tháng trời mà các bạn, bây giờ nó gãy, nó tan nát hết trơn, không biết làm sao á. Thì cái lúc đó nó tự động có người, cái người này là cái người trăn trâu. Ổng trăn trâu thì nhà ổng cách đó, đó độ khoảng chừng là 200 thước à, mà cái chuồng của ổng thì cũng gần với mấy cái đám rẫy này nè, cách mấy cái đám rẫy này là chỉ khoảng chừng là nửa cây số thôi. Thì không biết con nghé thường thường là nó đâu có kiểu mà nó dám chạy xa các bạn. Nó mới đẻ có chừng mấy tháng trời là lúc nào nó cũng đeo theo mẹ nó hết. Nhưng mà bữa đó nhốt nó đàng hoàng mà không biết sao nó xuất ra. Nó xuất ra mà nó chạy cái từ đó đó nha, nó chạy qua cái đám ruộng một hai cái đám rẫy rồi, và nó chạy tới cái chỗ đất của anh Lâm nè, rồi nó qua 4 cái công đất của cái người hàng xưa, bà con nè, rồi nó lại qua 2 công đất của bà Hai Lùng nữa. Nó không đạp bất cứ một cái clip nào mà nó lại ngay đi ngay vô nó đạp mấy cái clip của anh Tùng á. Thì cái ông đó đó, cái lúc mà ông giật mình, ông đang ngủ vậy đó, thì có một người giật giò ông mới giật mình. Ổng giật mình nhưng mà ổng dòm tới dòm lui không có thấy ai hết trơn. Thì ổng mới nằm xuống. Ổng mới nằm xuống thì ổng mới nghe đập ngoài vách á, đập bịch bịch. Mày á, mày đi dẫn nghé mày về kìa. Tao dắt nghé mày đi dẫm cái đám dao nó. Giờ dẫm xong rồi, mày đi dắt nghé mày về kìa. Tao không có rảnh đâu mà tao dắt về. Thì nghe nói cái giọng lạ quắc lạ quơ à. Mà cái giọng này của người lớn tuổi nữa. Cho nên là cái ông này ổng mới giật mình, ổng thức dậy, ổng chạy ra, ổng dòm ổng không thấy gì hết. Cái ổng mới đi ra ngoài chuồng ổng kiếm. Ổng đi ra ngoài chuồng ổng kiếm thì ổng không có thấy con nghé ông đâu. Mà trâu với nghé cái lộn như gia tài của ổng rồi. Ổng mới giật mình, trời 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 sao vậy trời? Con nghé tôi đâu rồi? Con nghé tôi đâu rồi? Đâu? Đất con Tùng chứ đâu? Thì nghe nạt rõ ràng nha. Và khi mà nghe nạt là cái tiếng nó phát ra cách ổng đâu độ chừng, ổng nghe ổng độ chừng là cỡ mười mấy 20 thước cưới cây mè nước á. Thì ổng mới quay mặt qua ổng dòm thì ổng thấy có cái bóng đen đi một cái từ cái mé nước, đi một cái du theo cái con đường đi thẳng vào bánh. Ông mới giật mình, và khi mà ông thấy cái dáng này ông mới biết là bà Hai đó các bạn. Ông biết bà Hai rồi. Tại vì dòm cái dáng với cái giọng nói á nha là y chang bà Hai luôn. Cái tuy là ông sợ nhưng mà bản thân là trăn trâu mà ngủ trong đồng mà biết các bạn, đâu có vừa các bạn. Thì ông mới lấy cái roi mà dốc trâu á mà lâu lâu đanh lâu năm lắm rồi. Ông mới vô ông lấy ra ông dắt sau lưng vậy nè. Cái ông đi. Ông mới đi theo con đường đó mà ông cứ đi là ông cứ ngại hoài, ông sợ là trời trời, nếu mà con nghé mình đi theo đường này á nha, là thế nào nó cũng dặm cái đám dao của cái người này, dặm cái đám dao của thằng Lâm, rồi dặm cái đám dao của bà con thằng Lâm, chết luôn rồi, chuyện này đền chết luôn rồi.
Nó thì ông mới cố gắng ông đi theo cái đường đó, ông đi đi hoài vậy mà không thấy con nghé ông đâu. Cái ông bây giờ mình giờ ông không gặp nè, còn tới cái khoảng đất của bà Hai á, thì khoảng đất khoảng đất đó là bây giờ là bỏ trống rồi. Ông chỉ dám dòm nữa thôi chứ ông cũng chưa có dám đi là gần nữa. Cái ông mới nghe con nghé của ông á, nó kêu ở bên phía bên kia, tại vì qua đám đất của bà Hai sẽ tới đám đất của anh Tùng. Nó kêu bên đó đó. Cái ông mới tiếc của đi. Tuy là sợ ông cũng sợ nhưng mà ông tiếc của. Thì ông mới cầm cái roi á, ông cầm trên tay vậy nè. Ông không dắt sau lưng nữa, ông cầm trên tay, ông đi thẳng qua bển thì ông gặp con nghé ông đang lăn đang nằm ở trên cái đám cải của anh Tùng á. Là biết rồi. Cái ông mới dán ông dòm cho kỹ kỹ nữa nha. Ông dòm 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 vậy nè. Thì ông thấy bên đất của bà Hai á, bà Hai bà đứng bển á. Bà đứng bên bển á, bà đứng cách một cái cũng khoảng chừng 30-40 thước nha. Bà đứng ở bên đó bà dòm. Bà dòm là giống như đợi cho cái ông này ông dắt con nghé về vậy đó. Thì ông này ông rất là gan. Ông mới thủ cái cây roi đó, lỡ mà bà Hai lỡ lỡ quất. Còn không lời thôi. Ông đâu có bỏ của ông được. Cái của như gia tài của ông mà. Ông mới lỡ ông dắt con nghé về các bạn. Ông dắt con nghé về tới nhà là tới cái trại đó, ông cột cho thiệt là kỹ rồi là ông cũng không có dám nằm ở trong trại đó luôn. Ông đi về liền luôn. Ông đi về nhà liền luôn. À, thì qua sáng bữa sau á, do là đêm đó ông thức ông ngủ không được, mà gần sáng ông mới ngủ được, bởi vì ông thức hơi trễ đi. Cái khi mà ông thức dậy thì lúc đó anh Tùng anh than khóc ở ngoài đó rồi. Và cái ông này cũng là cái người biết điều biết chuyện nè. Ông mới định là đi qua nhà của anh Tùng, qua nhà anh Tùng thì nghe thấy vợ anh rầu rĩ, nói trời đất ơi ông ở ngoài á. Thì cái lúc đó thấy vợ người ta rầu rĩ mà cái đàn bà nó mà không có tiện nói chuyện, cho nên là cái ông này mới đi thẳng vô trong cái đất. Mà ông đi vô tới đất rồi thì ông thấy anh Tùng ngồi đó rầu mà giống như là muốn khóc rồi đó. Ông mới lại Tùng ơi Tùng, Tùng ơi mày ra đây tao nói này cho mày nghe nè. Thì tuy là buồn về cái đám rau của mình nhưng mà dẫu sao cũng là người lớn, kêu mình ra thì phải ra. Anh Tùng anh đi ra thì ông mới nắm tay ông lôi đi, ông không dám đứng đó nói. Ông nắm tay ông lôi đi ra tới ngoài cái đầu đường ngoài đây á, thì ông mới cởi ông nói vậy 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 đó. Cái lúc này nè anh Tùng nó hoảng hồn hoảng vía các bạn, tại vì anh không dám cởi thôi, mà ngay khi cái ông này cởi thì anh Tùng này anh mới dám cởi lại nè. Anh nói á là khoảng chừng cái lúc mà sinh bác ba với lại anh Lâm sinh xong rồi thì độ khoảng 2 ngày sau là anh vô anh xới đất. Anh vô anh xới đất nha các bạn, anh xới cho nhuyễn lên rồi anh rải rơm rồi anh chuẩn bị anh giải cải á. Thì bữa đó là buổi trưa nó mưa đi, làm cho cái đất nó dít. Mưa mà đất mình xới lên nó sẽ dít, có nghĩa là mình phải đợi ngày sau phơi cho nó ráo ráo lại thì mình mới xới. Nhưng mà qua ngày sau thì buổi sáng nó không có nắng, cho tới trưa đâu khoảng 11, 12 giờ nó cũng chưa hé nắng, nó trời nó cũng còn chuyển nữa. Cho đến gần 1 giờ thì mới có nắng. Và đến khoảng chừng 4 giờ rưỡi, gần 5 giờ đó thì anh mới vô anh xới. Anh xới như vậy cho nên là nó chảy. Mà không làm xong luôn là ngày mai á, sao giải hột giống kịp. Cái anh mới ráng anh làm, anh ráng làm. Anh làm đâu khoảng 6 giờ mấy, gần 7 giờ tối đó nha. Anh làm tới giờ đó đó. Thì anh đang ngồi, anh mệt quá mệt, cái anh mới cắm cây cuốc xuống, anh cắm cái mặt cây cuốc xuống vậy nè các bạn. Anh mới ngồi lên trên cây cuốc á, anh mới lấy cái thuốc và anh hút. Anh hút thì anh nghe bịch 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 sau lưng mình á. Cái anh mới giật mình, anh quay mặt qua. Anh quay mặt qua thì anh thấy cái kiểu là anh không thấy gì hết trơn. Nhưng mà anh cảm giác là có ai đó trong cái đất của bà Hai đang chọi qua, thì anh mới nghĩ là anh nhăn giỡn. Anh mới đứng dậy, anh nói anh nhăn giỡn với tôi hả? Trời đất ơi sao bữa nay ông làm trễ như vậy? Mà sao đi đường này? Tại vì từ khi mà bà Hai mất tới giờ không có khi nào mà anh nhăn anh đi cái đường ở trong nó đi ra đâu. Anh chỉ đi đường vòng thôi à. Cái tự dưng anh mới dòm dòm kỹ lại. Anh mới lại lại cái không ai trả lời anh chứ, mà anh thấy đó có người đứng nè. Cái anh mới đi lại, anh đi là cái chỗ cái đèn, anh mở đèn lên anh dọi, anh định là dọi anh nhăn để mà giỡn. Dọi vô thấy bà Hai bà đứng đó, bà đứng đó mà bà khom cái người xuống vậy nè, bà chắp tay sau đít mà cái lưng bà hơi trầm tôm đó, mà tóc bà xõa xuống nè, mặc cái đồ bà dòm lơm 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 vậy nè. Thì cái anh Tùng này anh hoảng hồn, anh giật mình, anh quay mặt qua, anh quay mà mặt qua anh chạy. Anh chạy ra ngoài đây á, thì tới khi mà anh chạy lên được cái khoa cái phẳng đất của anh ra tới cái con đường lớn á, thì anh định
chạy về nhà đó, thì anh mới quay mặt anh ngó lại anh dòm cái nữa, thì trên tay anh vẫn còn cầm cái đèn các bạn. Dòm lại thì thấy anh bà đứng ngay cái lằn ranh đó, bà đứng bà dòm theo anh Tùng, anh hoảng hồn quảng vía anh chạy về các bạn. Anh chạy về á thì anh về tới nhà anh biết vợ anh nhát, nó không cởi vợ anh nghe, anh cũng không cởi cho người nào khác nghe hết, nhưng mà anh đi làm vô trong đất rẫy này nè thì anh làm anh tránh cái giờ linh, và anh tránh cái giờ mà có hỏi là 5 giờ chiều là anh về chứ không có giao vợ anh ở tới tối. Mà anh cũng không cởi chuyện này ra cho ai nghe hết, tại vì bản thân anh cũng do là cái lúc mà anh làm thật sự trong đầu anh cũng có nghĩ tới cái chuyện là sẽ đi qua hỏi bác Ba Chai rồi hỏi anh Lâm, nhưng mà bữa đó có chuyện này chuyện kia đi rồi anh qua không có được đó. Thì nhưng mà cũng vẫn biết được là bản thân mình làm cái chuyện đó là không có đúng, cũng không có dám cởi cho nó cởi người ta nghe, mà không người ta nói là tại mày lắng qua đắc bả nhát mày dán mà chịu, giống như là mình đi khui cái chuyện xấu mình ra vậy đó. Cho nên là anh Tùng mình không có kể. Nhưng mà bữa nay nè, cái ông Trân Châu hôm qua ông kể vụ này, thì rồi, vậy là bà Hai bà nhát rồi, chứ không có cửa nào hết trơn. Cái anh Tùng mình nghe được vậy rồi, cái anh mới nói bây giờ cái cãi con về giờ tính sao đây bác. Thì nói chung á, cũng là con nghe của tao, mà nói là bà Hai á, bà dẫn qua thì nói vậy thôi, chứ giờ mà ai đổ thừa cái hồn ma thì thôi, nghe của tao, tao đền cho mày. Thì anh Tùng mới nói thôi bác, hai cũng nghèo, con cũng nghèo, cảnh nghèo với nhau thôi à. Con nói chung con có cái làm bậy, cho nên con mới lãnh cái hậu quả như vậy. Thì thôi con cũng không có đền bác. Đó. Được rồi mày ơi. Thì coi như là cái cãi này mày bán giá cho người ta bao nhiêu á, thì mày bán rẻ là tao chút xíu, tao đền cho mày. Rồi vậy đi. Thì cái lần đó, cái ông đó cũng đền cho cái anh, ông cũng đền cho ảnh. Nhưng mà lấy thì cũng lấy cái phần vốn là thôi, chứ không có lấy lời. Cái ảnh mới ngăn lại, anh không dám làm hai clip đó nữa, mà anh cũng không kể chuyện này ra, và ngay cả cái ông mà Trân Châu á, ông không có kể ra luôn. Thì lúc đó ông ngăn lại rồi á, cái anh Lâm á, thì anh mới đi theo kiểu mà anh đi này nọ, thì anh lâu lâu anh cũng ngó gần đó, cái anh mới thấy là đã ngăn lại rồi. Cái anh mới qua anh kiếm anh Tùng, anh nói chuyện chơi. Anh nói ủa Tùng, sao em bắt mấy cái clip đó không làm luôn Luy, sao bây giờ ngăn lại? Thì ban đầu á, hỏi anh cũng không dám trả lời, nhưng mà độ khoảng vài ngày sau cũng hỏi hoài, kiểu thắc mắc sợ không biết nó có giận hờn gì không mà sao nó không làm. Và ngay cả bác Ba đã hỏi rồi thì anh Tùng anh mới trả lời, và anh cởi lại cái chuyện của anh gặp, và anh cởi luôn cái chuyện của ông Trân Châu đã cởi cho anh. Thì khi mà cởi xong mọi chuyện như vậy đó, thì mới biết được là bà Hai Lùng và bà Linh. Cái trải qua độ khoảng chừng là 2 năm sau nha. 2 năm sau thì ở đó cũng rất là nhiều người bị nhát. Có điều mấy người bị nhát thì chỉ là kiểu mà đơn giản là bà Hai á, bà không có hiện hình nữa, mà kiểu bà chọc ghẹo vậy thôi. Cũng không có gì nhiều, cho nên là bảo cũng lướt qua cái phần đó, không có kể. Thì kể tới cái việc mà qua vài năm sau rồi á, thì gia đình của bác Ba đã làm cái công đất rẫy đó rồi, nhưng mà làm gì thì làm nha các bạn. Không có dám ở lại ban đêm, mặc dù không có thấy đó, nhưng mà không có dám ở lại đêm, không có dám thức sớm đi làm. Mà làm rẫy không thức sớm là hơi hẹp hơn người ta. Người ta bán sớm hơn mình là bạn hàng nó có rau rồi, nó không có dặn hàng của mình nhưng mà thà vậy, chứ không có dám mà thức khuya đi làm. Gia đình bác Ba lúc đó là vậy đó. Cái qua mấy năm rồi thì cũng nghe bà con hàng xóm là người ta sợ, nhắc tới bà Hai Lùng người ta sợ à. Thì bà cũng nhát, bà nhát cũng dữ lắm, nhưng mà nhát theo cái kiểu là không phải hiện hình mà gây rợn như cái đợt đó đâu. Chỉ là cái kiểu đi qua đi lại và bà chọc ghẹo này nọ, là bà kêu tên hay là gì đó là xong. Thì lúc đó bác Ba Trai bác Ba Gái mới suy nghĩ là cái nhà ông để quan vậy hoài. Đất của chị và mình làm rồi, dỗ quại của chị và mình cũng cúng được, thôi bây giờ mình dỡ cái nhà đó đi. Để cho sau này con cháu, bà con thân thuộc có đứa nào mà không có đất nó cắt nhà đó thì cho nó cắt. Nhưng mà bây giờ gặp cái nhà của đó là không có đứa nào dám vô mà cắt hết trơn á. Nó thì bữa đó mới qua dỡ nhà nha. Dỡ nhà cũng xong xuôi, không có chuyện gì hết trơn á. Dỡ xong hết rồi. Mọi thứ là kêu bằng ok hết rồi đó. Thì khoảng 3 ngày sau, anh Lâm á, anh đang ở trong nhà. Thì cái lúc này nè, cái bữa đó là chị Hồng nhớ nha, là bữa đó là chủ nhật chị Hồng mới đi học. Cả nhà ở nhà, cho nên là buổi chiều á là bác Ba mới mặn con gà. Gia đình ăn mà kiểu mà thời đó mà ở dưới quê này nọ mà ăn con gà nó cũng rất là ngon nha cả nhà.
Gia đình ăn ngon xong rồi á, đến khoảng 6 giờ mấy gần 7 giờ thì dọn dẹp chén dĩa mạnh nay nó dựa. Rồi xong xuôi đâu đó đến khoảng chừng 8 giờ hơn á, thì lúc đó cả gia đình mới ngồi lại mà ăn trái cây, ăn ổi rồi ăn mấy cái trái nhãn này nọ đó. Đang ngồi quây quần bên nhau có bác hai trai, ấy xin lỗi các bạn, là bác ba trai, bác ba gái, rồi anh Nhân, vợ anh Nhân, rồi chị Hồng là ngồi đó đó. Đang ngồi ăn như vậy thì anh Nhân bị nhập các bạn. Bà hai lùng bây giờ bà nhập. Bà nhập vô mà cái lúc mà bà nhập á nha, bà giật người lên vậy nè. Run 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 người chứ. Thì lúc đó mới tưởng là ông giỡn. Và bà vợ của anh Lâm á cũng nói đó. Trời đất ơi. Ông nội này giỡn gì kỳ. Cái quay ngang liếc vậy nè. Đang ngồi vậy giật xong mới nghe vợ mình nói vậy cái sân lại quay ngang liếc. Liếc mà liếc con mắt thấy ghê lên các bạn, chồng trắng không, không có thấy chồng đen. Ông nội ông làm gì thấy ghê vậy? Liếc dòm lâm lơm mà dòm tới độ mà cái vợ của anh Lâm á, là không dám nói chuyện luôn các bạn. Thì lúc này nè, chị Hồng mới quay qua nó, anh hai em làm gì anh hai? Và ngay cả bác ba trai, bác ba gai cũng nói, thì tóc ngang đứng dậy, đứng bật dậy. Cái chỗ mà cái bàn thờ á, thì ở giữa là để thờ tổ tiên. Cho nên là cái di ảnh của bà hai là cũng để bên trái thôi. Bà mới lấy cái ghế là bà để ngay cái chỗ đó đó, ngay cái chỗ có tủ thờ mà chỉ có hình ngay xuống đó. Bà để cái ghế đó, bà mới nhào lên. Bà ngồi bà xếp bằng. Mà bà ngồi cái tướng khom tới phía trước vậy nè các bạn. Làm nhưng mà ai cũng bất ngờ hết trơn á. Nhưng mà làm cái cử chỉ của bà lúc này bác ba trai, bác ba gái biết. Bác ba trai, bác gái biết các bạn. Chị Hồng không biết, vợ của anh Lâm không biết, nhưng mà hai người lớn biết. Bác bà gái mới lên tiếng nói, ủa chị hai chị về chị nhập cháu đó hả chị hai? Ừ, nhỏ này nè, cái này khôn nè, cái này biết nè. Còn mày á, mày em ruột tao mày không biết gì trơn á. Còn mấy đứa bay nữa, cháu dâu cháu ruột, cô nó cũng mà nó cũng không biết nữa. Thì nói tới đó rồi cái giọng còn lỡ lỡ các bạn. Rồi bà hai á, bà mới chỉ mặt chị Hồng nè, rồi bà chỉ mặt con râu của bác ba nè, rồi chỉ mặt của bác ba trai nè. Bà nói là mấy cái chuyện là không ai biết á. Là bữa đó mày vậy 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 nè, bữa đó mày vậy 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 nè, là bà nói chính xác hết trơn các bạn. Kêu bằng chị Hồng còn nhỏ tuổi mà, cho nên là ngồi cái rung 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 vậy nè. Nói chuyện á, là chỉ có bác ba gái là nói nhiều thôi, còn mà bác ba trai cũng lâu lâu mới chọt vô mà phải câu. Thì nói cái cuối cùng á, bà hai bà nói á, là cái thằng Tùng á, là tao nhát nó chứ ai. Trâu của thằng kia là tao cũng dắt lại đó, tao dắt nghé lại đó đó, người ta kêu nó về dắt nghé nó về đó. Rồi bà chỉ ra là bà đã nhát ai, nhát ai, nhát ai ở xóm á nha, mà bà chọi đất hay là bà dung cây này nọ đó, bà kêu tên rồi đó, là bà chỉ chính xác hết trơn các bạn. Bà chỉ người đó người đó người đó như vậy đó. Thì lúc này là ai cũng biết là thật sự bà đã về, mà bà dựa vào cái thân xác của anh Lâm rồi. Gia đình mới xin hỏi là cần cái gì mà về vậy. Thì bà hai bà nói á, tao á bây giờ ở nhà tao rồi, thì bà cũng đem về đây thờ tao rồi, tao không về đây giờ đâu, nhưng mà tao về á mà ông bà không cho, chỉ là mà thờ á, nói là ông bà không cho, tức là nói là cha mẹ của bà hai á không cho, kêu tao đi đầu thai chứ không có kêu, không có cho tao ở đây nữa. Ông bà la dữ quá, tao về tao gặp tụi bay, thăm tụi bay lần nữa rồi tao đi. Mà tụi bay cũng ngộ, nó bay ăn gà, bay không kêu tao, ông bà không cho tao vô rồi, bay không kêu tao làm sao tao ăn, tao không nhập vô nó làm sao tao ăn, tao muốn ăn xong rồi tao đi. Là ngay ra mới ăn rồi đó các bạn, mới ăn vừa xong đó, và bây giờ là bác ba chai á, là phải đi ra phía sau bắt gà mằn tiếp. Nhưng mà bà không dám kể cho cái hàng xóm nào nghe chứ. Mằn xong rồi vô á, luộc mà nguyên một con á nghe, nó chín vậy đó. Thì sợ á, là nóng á, cái đem ra cái bà xé bà ăn, rồi lỡ mai cái miệng của anh hai sau này anh bị phỏng. Bác bà gái cũng kinh nghiệm lắm, cái bác luộc xong rồi bác mới nhúng nước, nhúng cho nó nguội chỉ còn ấm ấm thôi, rồi mới đem ra cái liếc lên giờ mà bác ba gái vậy nè, mày á, mày cỡ này á, mày cũng là lương lẹo lắm nha,
Mày luộc con gà xong rồi mà mày còn nhúng nước cho nó nguội nữa hả? Mày làm như tao không biết vậy. Mà nói theo kiểu là dòm vô mặt hả nghe, liếc xong nói rồi. Mà tới cái câu mà làm như tao không biết á, thì lại quay mặt chỗ khác mà cái mặt tưng hửng giống như là đắc ý vậy đó các bạn. À, xin lỗi chị hai, tại vì chị vừa vô cháo mà chị ăn vậy tội nghiệp nó nóng. Tao tao không biết hả mày? Cháo tao, tao khó khó chứ tao cũng thương nó vậy. Thằng này nè, nó dễ gặp ma lắm nè. Tụi bay nhớ á, là sau này tao đi rồi đó, không ai giữ nó đâu à nghe. Coi á, mà cho nó đeo bùa, đeo biết gì đi, xin bùa bình an gì đó, đeo cho nó đi, vô nhà chùa, vô chùa đó xin. Bà nói vậy đó. Rồi xong rồi bà mới ngồi, bà xé con gà bà ăn. Các bạn biết mà, mới ăn xong đã no rồi các bạn. Anh hai á, anh ăn xong rồi nó no rồi. Còn bây giờ á, ngồi đó quất nguyên con gà sà bách. Mà một con gà đó đó là hơn 2 kg đó, gà bự đó, mà ăn một cái sạch bách luôn. Ăn xong rồi cái cười, cười xong á, nào đưa tao miếng chầu tao nhai bay. Thì lúc đó đem qua bên nhà hàng xóm xin, chứ trong nhà không còn nữa, qua bển xin đem về, cũng không có dám nói nhà hàng xóm tao nghe. Đem về bà ngồi bà nhai, bà nhai chầu xong á, bà nói rồi á, tao đi á nha. Thì vừa dứt tiếng thôi là đi một cái dù luôn, là anh Lâm anh ngồi từ ở trên cái ghế á, mà anh té xuống á. Mà may là lúc đó là ông bác ba trai ông chụp là kịp á. Chứ mấy cũng té mà đập cái đầu xuống cái nền xi măng ở dưới là bể đầu rồi đó. Thì qua cái lần đó rồi đó nha, anh Lâm á, anh một hồi anh tỉnh dậy rồi anh đi ra phía sau anh ói gần chết các bạn, ói mặt mày xanh đó chứ, là sáng bữa sau phải mua thuốc uống đó. Thì qua cái lần đó rồi thì kể như là từ đó về sau là không gặp bà Hai Lùng lần nào nữa. Nhưng mà nói về cái xóm đó đó, cái người cô của chị Hồng á, bà Hai Lùng á, nhắc tới tên bà là gần như ai cũng sợ. À, rồi câu chuyện đó là kết thúc. Bảo xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở clip tiếp theo.